Chú Thao chào cháu. Chú Thao chào các cháu. Đó, bắt đầu là đổ xong phát là ngoáng lên, nó sắp sánh như này. Để khoảng 10 phút sau nó sẽ tan, và các bạn dùng cái xi lanh gắn cái đầu như thế này. Đó. Đây là cái xi lanh 10. Còn cái đầu này là bằng nhựa mềm. Các bạn mua cái ống truyền của bên cửa hàng bán thuốc thú y á, thì ở cái dây này là 15.000, cắt ra được khoảng 20 đoạn như thế này, mỗi một cái đoạn các bạn cắt khoảng 2 phân, gắn vào cái đầu ống xi lanh 10. Các bạn ngâm khoảng ít nhất phải 5 phút thì nó mới không bị tắc. Đấy. Ngâm bao giờ tự nó ấy nước là nó sột sịch. Cái cám mà nó chứa vitamin A, D3, E, B12, protein, axit amin, rồi một số những cái cần thiết chất sinh ra. Thì cái lượng đạm ở đây là đạm protein tối thiểu là 21%. Và cái cám của nó như thế này. Cám này là nó gọi là cám gà mạch, loại 1 đến 15 ngày tuổi. Các bạn nên lấy cái cám có thương hiệu, cám tốt để bón cho chim. Đấy, để cho nó đầy đủ, nó đảm bảo nó không bị mốc, không mà nó đầy đủ đúng theo cái bảng dinh dưỡng của nó ở đây. Nên nếu những cái hãng cám không có tên tuổi thì không 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 ok. Cám đây mình đang dùng là cám Tông Quay Group. Đấy. Ngâm khoảng từ bấy giờ khoảng 1 phút rồi nó đã sột sệt như kiểu là cám lợn này rồi. Đấy. Khoảng 1 2 phút nó vẫn chưa tan hết đâu. Các bạn ngâm xong là cái bón chim non này là các bạn phải bón làm sao đạt được một số yếu tố sau. Thứ nhất là các bạn bón là nó phải đủ cái lượng cám, đủ cái lượng dinh dưỡng để cho nó tiêu cho một con chim trong một ngày. Nếu như mà các bạn bón mà loãng quá thì nó cũng sẽ gây ra cái việc gầy chim. Mà đặc quá thì các bạn phải bón bổ sung thêm nước để cho nó tiêu hết cái số của bữa trước. Bón thì các bạn dùng cái thao tác bón như mấy cái clip trước ở trên kênh Chim Cú Gáy Hay á, thì tôi có giới thiệu là cái lưu ý để các bạn tập cho nó biết há mồm và biết ăn theo cái nhịp các bạn bơm xin anh. Tại vì cái cấu tạo của con chim á, thì các bạn nếu các bạn hình dung là các bạn mổ con gà thế thôi, là cái khoang miệng của nó ở phần từ hai cái mỏ há ra như thế này, thì cái đoạn ở giữa cái khe này là nó có một cái lỗ, đấy là cái đường hô hấp của nó đi vào đường phổi. Cái đầu xi lanh này các bạn phải đưa sâu hơn cái lỗ đấy để cho nó vào cái đường tiêu hóa của nó. Thì nếu như các bạn bón theo kiểu là nó dãy giụa hoặc là nó không đúng nhịp, bởi vì ở cái khi nó ăn tự nhiên mẹ nó ợ ra và nó tớp thì nó phải theo một cái nhịp gọi là đóng mở của cái đường hô hấp đấy, thì các bạn cũng phải hiểu cái nguyên lý là như vậy. Nếu như các bạn nuôi 1 2 con thì các bạn theo tôi có thể hướng dẫn cho các bạn cái cách là các bạn dùng cái dây bơm, dây ống bơm ống 21 27 dọ dây mềm, các bạn hòa mạch cám loãng như này, xong các bạn đúc nó vào cái ấy thì nó sẽ rúc rúc cái đầu vào cái ống bơm đấy, như kiểu nó đưa cái miệng nó vào cái khoang khoang miệng của chim mẹ và nó ăn. Nhưng vì vì tôi nuôi nhiều này, tôi không thể bón như thế được, tôi phải tìm tìm những cách là bón bằng xi lanh. Xi lanh. Thank you.
báo với các bác là đây nhà đến tầm khoảng 5 phút thì tôi đã thấy là cái độ sánh sệt của nó như thế này. Đấy, các bác có thể nhìn cho nó rõ, các bác tưởng tượng. Các bạn pha làm sao nó đúng độ sánh sệt ở đây. Nhờ con gái quay hộ đứng sát đây, quay cho các bác hình dung cho nó chính xác, tại vì nhiều cái clip các bác hỏi quá tôi làm lại. Nào, cầm thế này. Đấy, cầm thế thế thế, quay đứng quay quay chân thành và quay gần gần vào đấy. Đấy. Đấy, quay và nhìn vào màn hình thế rồi ok. Thì khi các bạn kiểm tra đây, như đây này là tôi ngâm được khoảng 5 phút rồi đấy, 5 phút nha các bác nhé, cắm gà ngâm đấy, tôi thò tôi thụt bằng xi nành tôi thấy là nó không bị tắc, cảm giác là nó nhẹ nhàng rồi. Nhiều bạn là bị kêu là tắc, mà một trong những cái yếu tố là các bạn gắn cái đầu này này là các bạn phải gắn lấy cái kìm các bạn kẹp vào, các bạn xoáy làm sao cho nó kịch sát, cái độ ngậm của nó phải 1/7, gần 1 phân 7 ly. Các bạn để tránh trường hợp các bạn gắn bằng tay chặt quá là nó sẽ tuột cái đầu này, và cái nhựa này nó sẽ vào luôn rìu con chim, là đến là tai nạn luôn nhá. Tôi phải lưu ý trước thế. Đấy, đây. Đây là cái đàn chim này của tôi. Thì nó cũng có con nó ăn được rồi, có con thì nó cũng chưa được ăn thạo lắm, tôi sẽ hỗ trợ nó. Đấy, ví dụ. Rồi, đây con chim này. Chim này thì tôi sẽ tập bằng cách là tôi sẽ vuốt làm sao là ra là khởi động cái hệ ăn uống của nó một tí. Đấy. Đấy. Thì dập nước, đừng rung màn hình. Đấy, dập nước màn hình. Đừng dập dập nước nước này, quay vào giữa màn hình. Đấy. Tay dính nước xong rồi mình. Con này thì ban nãy tôi vừa. Đấy, tôi vừa bón, tôi phải cho nó thêm tí nước. Con này thì có thêm tí nữa. Con này là nó đang có cần thêm nước. Tôi vừa bón ban nãy hết cám, tôi sẽ thêm. Trở lại vấn đề, tôi sẽ dùng con đây con này nó không không giữ nguyên ở trong đấy thôi, không phải đưa đi đi lại làm gì. Đây là cái cám này này, đó tôi dấp nước, dấp nước vuốt 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 đây, hai ngón tay cả trỏ đây, cái kẹp và mỏ đây, hai ngón tay này để vào cổ để đỡ đấy các bạn này, nhìn này, náy náy nó ra này, đó các bạn thấy không, con chim nó sẽ không bị sặc. Và các bạn quan sát là cái khi các bạn ấy xong mà thấy cái phần khoang miệng của nó ấy. Khoang miệng của nó là các bạn phải vệ sinh cho nó, vì do nó mình ăn nó không như mẹ nó có cái độ chua, các bạn phải rửa cái khoang miệng cho nó hoặc là cho nó uống nước tráng miệng. Đấy, tráng miệng thì những con như này là mình nên vệ sinh sạch. Đó, để vào đây. Đó. Và những em bên này cũng thế thôi. À, mình xem kiểm tra em nào nó đói đói cơ. Đây. Em này đói. Ok. Đấy. Thì mình cũng khởi động một chút, dấp dấp nước đấy. Dấp dấp nước đó. Nó bắt đầu lúc lúc đấy, bắt đầu các bạn. Đấy các bạn đưa tay này nó đã há mồm rồi này. Đấy đưa tay con này nó đã quen há mồm rồi. Đấy. 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 Đấy nhúng nhúng tay là tạo thành cái khoang miệng. Đó. Các bạn đưa nhúng nhúng tay này nó đã tưởng là cái khoang miệng của mẹ nó đã há mồm rồi. Những con há mồm là những con mình phải tập cho nó. Đấy. Những con này cũng thế thôi. Con này ăn lúa được rồi này. Con này ăn lúa rồi thì mình bón thêm một chút cám nữa cho nó đẩy con chim. Đây. Các bạn thấy đấy. Nó cứ đòi há mồm thôi. Đó. Đó. Con này ăn tốt. Con này cũng ăn tốt. Đấy. Cho đến bữa nào nó ra nó đòi ăn. Đó. Mình chỉ cần đưa thế này là nó đã há mồm rồi. Đó. Thì ấy xong thì các bạn có thể cho thêm một tí nước để nó tráng miệng. Điều đấy là rất tốt. Và các bạn kiểm tra luôn, vuốt từ mép ngoài mép trong đấy, làm sao nó có đấy nó vào luôn đấy. Con chim này là, có những con ở giai đoạn này nó đang tập ăn thì các bạn nên tập cho nó sau khi bón xong các bạn thả vào đây, các bạn để vào cái khay đá, để vào cái khay đá thì nó sẽ tự tìm nó ăn.
này là hơn một xi nhanh thì nó to rồi. Đừng dùng màn hình. Con nào mà đói thì mình bón trước. Em này vậy thôi. Em này thôi. Ok. Mình nạy ra. Chỉ cần tắt các bạn thụt ra thụt vào thôi. Các bạn cái tư thế của mình thì một tay mình đấy làm cho nó há miệng được rồi. Này vẫn chưa tan lắm nhưng mà thôi được rồi, cũng sẽ cố gắng. Đúng ra là phải ngâm 10 phút các bạn nhé. Các bạn ngâm 10 phút thì 7 phút 10 phút là nó sẽ đặc hơn. Đó. Đấy, các bạn ngâm 7 phút 10 phút nó sẽ đặc hơn. Đấy, các bạn bón là không được để nó dãy giụa một cách quằn quại, quằn quại sặc. Bón làm sao nó. Mặc dù đi chơi. Mặc dù con này là sờ là nó có lúa ở trong rồi nhưng mà mình vẫn phải bón hỗ trợ để cho nó ăn được. Thế nó ăn tại vì bây giờ là tầm 6 giờ tối rồi, tôi phải bón để cho nó dùng cái năng lượng để nó sống qua ban đêm. Đấy, con này bón 2 xi nhanh nó mới đầy được nhiều. Thế thì ngày hôm sau thì các bạn cứ để nó đói thì nó sẽ ăn. Này thế thôi, lần lượt tự nhảy ra đấy. Tôi dùng một tay trái của tôi mà tôi bón rất là nhẹ nhàng đấy. Đấy tôi rửa miệng đấy, xong đấy. Sát vào, đứng gần vào, quay để phải nhìn hình ảnh nó đẹp, mình quay cho các bác. Cái dung màn hình cũng thích thế nào, làm gì nó phải làm một cách nhiệt tình. Đó, một xí này cho một tí nước. Khi các bạn bón như thế này mà bữa trước mà các bạn thấy nó vẫn còn cứng dẻo á thì các bạn lên bón nước không vào để cho nó tiêu hết đi. Đấy. Các bạn nên nên có một cái thói quen là căn. Đấy. Em này là em cái phần mép phần lưỡi của nó hay mất vệ sinh. Các bạn nên tráng miệng cho nó vào buổi đêm tối. Đấy. Các bạn kiểm tra xem này. Nó ngoáng lên như là cháo loãng này nhưng mà nó hơi có độ sột sệt nhé, đừng loãng quá. Bạn mua cái cám nào mà làm sao mà nó phải ngâm trong vòng 5 phút là nó phải tan, chứ nếu mà nó cái hàng không tan là các bạn xem xét cái cám nha. Đấy, nó phải tan được cơ. Đấy. Nhiều bạn cứ bảo tắc, tôi chả thấy tắc thế nào, rất là ít tắc. Nước là nước, cám là cám. Tôi cứ phải sờ diều vì nó nhiều quá. Đấy. Mà các bạn đến để ý cái phân của nó. Nếu như cái phân của nó mà nó đẹp phân thì đương nhiên con chim nó sẽ đẹp. Phân của nó đẹp thì con chim nó sẽ đẹp. Con này hơi đói, con này hơi không. Đấy. Cái cầm này nó im ngay. Đấy. Nó rất là biết kiểu. Đấy, lúc đoạn cuối nước là các bạn nên bón cho nó ra khỏi khoang miệng mỏ này để cho nó vệ sinh cái khoang miệng. Đấy. Về cơ bản là các bạn bón chim thì các bạn phải có một cái kinh nghiệm sơ bộ là như vậy. Đấy, các bạn dấp nước khởi động hệ ăn uống. Đấy, nó biết là cho ăn. Nó biết là cho ăn thì nó sẽ có một cái tư thế nó chấp nhận há miệng. Con này nó to phải cho thêm một xi nhanh rưỡi. Nên là 10. Tại vì nó là thuộc về đêm rồi. Các bạn nên cho nó. Đấy, thấy chưa? Cho nó uống nước nhưng mà cho nó súc miệng luôn. Đấy. Thế nào. Này cũng hơi đói.
loại này tôi chỉ làm này tầm khoảng 2 ngày nữa là nó ăn uống thành thạo rồi. Đấy. Nếu như các bạn không súc miệng thì nó là nó sẽ bị chua miệng, bị mất vệ sinh, bị loét miệng, loét lưỡi. Đấy. Cảm ơn con gái. Đây, về sơ bộ thì những chú chim này là như vậy. Tôi phải làm cái này nó gọi là cái khay đá đấy. Để cả lúa và cám vào đây, rồi khay đá này là khay đá nhôm, rồi cái cống này để cho nó tập ăn nước cái giả. Tất nhiên là lúc nó bé thì cũng hơi lãng phí một tí, nhưng mà nhà tôi nuôi ít con gà để tận dụng những cái thức ăn thừa của chim. Và đây là cái ekip là để cho nó tập uống. Đây này, những cái khay đá bằng nhựa này, mua 7.000 một cái thị trường. Đó. Thì tôi cứ để nước đây này, thì nó vô tình nó dẫm lên, nó vệ sinh vào cái khay, cái lỗ này nó chỉ bẩn lỗ này thôi, nó không bẩn những cái lỗ ngoài này. Đó. Và một ngày các bạn thay một lần. Thì con chim này là nó tự do nó chạy ở trên cái sàn này. Đấy, nó sẽ ỉa thì nó đi ỉa thì nó lọt cái khay ra. Thì các bạn vệ sinh. Đây, các bạn nhìn cái phân của nó cũng khá là đẹp. Đấy, phân khá là đẹp. Đấy, phân của nó khá đẹp. Đấy, các bạn nhìn phân nó có khuân thế này là đẹp. Đấy, nhưng mà các bạn nhìn thì phân của nó xấu là các bạn phải xem xét. Còn cái sàn này nó đi là nó lọt xuống dưới. Thế con chim lúc nào nó cũng bông tơi. Nắng thì các bạn mang ra cho nó thoáng bông tơi. Còn nếu mà đêm lạnh thì các bạn phải thắp bóng đèn hoặc là quây giấy bóng để cho nó khỏi bị lạnh. Chim non này nó cũng không chịu được lạnh. Trong quá trình bón thì các bạn bón tầm khoảng 3 ngày thấy dấu hiệu chim bông tơi nhanh nhẹn thì các bạn duy trì. Còn nếu như thấy nó bết lông, nó lù xù hoặc nó hay lôn hoặc là nó lờ đờ chim, gầy dần chim, giạc dần chim, là các bạn phải xem xét cái cách bón và chế độ ăn uống, rồi loại cám, rồi một số cái thao tác các bạn phải xem xét lại. Bởi vì một số các bạn là nuôi cũng chưa được khéo lắm, nên một số bạn nuôi rất tốt, thậm chí tốt hơn cả tôi. Thế nhưng mà các bạn nuôi có 1-2 con, đây tôi nuôi trong nhà lúc nào vài chục con, nên là nó cũng trở thành một thói quen nó. Đấy, một cái lợi thế là như vậy. Mong là các bác qua cái clip này thì mong các bác sẽ biết đến cái kênh Chim Cu Ấy Hay của mình trên YouTube và trên Facebook. Địa chỉ của mình thuộc xã Vân Hòa, cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Mình tên là Thao, mọi người vẫn gọi là Thao Chim Cu Gái. Và số điện thoại cũng như Zalo, số điện thoại liên lạc của mình là 0163 530 5982. Hy vọng rằng video này sẽ chia sẻ, mang tính chất chia sẻ, và anh em nào biết rồi thì cũng có thể thông cảm, anh nào chưa biết có thể là làm theo một phần nào. Thì chúc các bạn có được những chú chim ưng ý, và hãy đăng ký kênh của Thao để tiếp tục đón nhận những chú chim khách, chim sinh sản, chim non và chim mồi, để mình cùng đam mê chim và chơi chim. Cuối video xin chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Video này cũng đã thực hiện thì nó cũng chất lượng nó không được tốt lắm, bởi vì mình cũng là sử dụng bằng cái điện thoại của mình tự quay. Lúc là đang quay thì gọi hoặc con gái quay thì không được chuyên nghiệp lắm. Mong các bác là cũng lượng thứ. Ok, xin cảm ơn các bạn.